xót xa một học sinh tiểu học tử vong không rõ nguyên nhân ở thành phố Nha Trang. Nhân chứng kể lại giây phút ba người bị đâm vì mâu thuẫn do nuôi chó, không ai dám vào can ngăn. Sau trầu nhậu, gã đàn ông dở trò xấu xa rồi sát hại người phụ nữ trong tròi giấy. Đập vỡ kính ô tô giữa phố đông người Đắk Lắc để trộm tài sản. Quảng Ngãi công bố nguyên nhân hàng loạt vụ ngộ độc trên địa bàn tỉnh. Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng mùng 5 tháng 4, Công an thành phố Nha Trang đang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường cùng các đơn vị liên quan xác minh lấy lời khai ban đầu một số cơ sở thức ăn nhanh tại phường liên quan đến vụ việc một bé gái lớp 5 trên địa bàn có dấu hiệu mệt mỏi rồi tử vong không rõ nguyên nhân trên địa bàn thành phố. Theo đó, khi chuẩn bị và tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói. Sau đó, giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường, liên hệ xe cấp cứu đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện. Hiện tại, 12 em học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đã được đưa tới bệnh viện, trong đó một nữ sinh lớp 5 được xác định đã tử vong chưa rõ nguyên nhân. Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng có các triệu chứng tương tự được chuyển vào bệnh viện tâm trí. Được biết, hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường. Trường tiểu học Vĩnh Trường tổ chức nấu bán chú, xong các em chưa dùng bữa sáng. Còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú. Sáng ngày 5 tháng 4, các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Sau sự việc, phòng giáo dục đào tạo thành phố Nha Trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan các cơ sở bán thức ăn để điều tra. Ủy nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang điều tra, xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp 5 tử vong để làm rõ thông tin. Mới đây Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố nguyên nhân một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh, trong đó có vụ liên quan thực phẩm bán trước cổng trường khiến nhiều học sinh nhập viện. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi bánh mì tại huyện miền núi Sơn Hà vào ngày 10 tháng 3 là nhiễm vi sinh vật lạ Salmonella. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung tâm Y tế các huyện Sơn Hà, Sơn Tây phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thức ăn đường phố. Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm sau khi một số người ăn nấm tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây vào ngày 12 tháng 3 là do độc tố psilocin gây ảo giác trong nấm. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây phối hợp phòng y tế huyện và các cơ quan ban ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông về ngộ độc nấm, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Liên quan vụ ngộ độc sau khi học sinh ăn kẹo mua trước cổng trường tại huyện Nghĩa hành xảy ra ngày 28 tháng 3 mới đây, khiến 13 học sinh nhập viện cấp cứu điều trị. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu gửi viện Pasteur nhà Trang tỉnh Khánh Hòa để xét nghiệm liên quan tiền chất trước tình trạng nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn liên quan nhiều thức ăn đường phố đồ ăn bán trước cổng trường sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu các địa phương khi xảy ra sự việc cần báo cáo nhanh về sở y tế tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý và chỉ đạo kịp thời phó giám đốc sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết từ đầu năm đến giờ liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan vấn đề an toàn thực phẩm trong đó có thức ăn đường phố Liên quan các vụ ngộ độc cho học sinh thì Sở Công thương, Giáo dục tham gia vào việc truyền thông giáo dục cho các cháu liên quan đến thức ăn không rõ nguồn gốc. Sở Công thương và quản lý thị trường cũng phải tham gia sâu vào vấn đề cung ứng, giám sát hàng hóa liên quan đến thức ăn đường phố, bánh kẹo bán trước cổng trường. Ngày mùng 4 tháng 4, công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai nghi phạm làm rõ động cơ cầm kéo tấn công ba người thông vong ở phường An Lạc A. Liên quan đến vụ trên, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án. Theo đó, khuya ngày 3 tháng 4, nhiều người dân sống trên đường Khiếu Năng Tỉnh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán kêu cứu thất thanh. Họ mở cửa ra, phát hiện một người phụ nữ bị đâm gục trước tiệm giặt ủi. Lúc này, một người đàn ông sống trong cửa hàng nha khoa đang cầm kéo hung hăng tấn công người hàng xóm là chủ tiệm giặt ủi. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy quanh trên đường tìm hướng thoát thân. Một người hàng xóm sống gần hiện trường cho hay, thấy ông ta cầm kéo lại đang hàng máu nên không ai dám vào can ngăn. Ông ta lúc đó say rồi, người như mất lý trí, thấy ai là đòi đâm, xem chút nữa là đâm nhầm vào một người đang mua hàng gần đó. Vụ án mạng khiến bà NTMT khoảng 45 tuổi chết tại chỗ, chồng bà T bị thương nặng. Người bị thương còn lại là bà chủ nhà cho vợ chồng bà T thuê để kinh doanh giặt ủi. Chồng bà chủ nhà chia sẻ, Thời điểm đó chủ nhà nghe ồn ào nên chạy ra xem, bà vừa mở cửa liền bị người đàn ông tấn công, ngã đập đầu dẫn đến bị thương, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo hàng xóm nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nha khoa cùng vợ và con nhỏ, còn vợ chồng bà T mới dọn đến đây khoảng 2 tháng, thuê căn nhà để kinh doanh giặt ủi. Hàng xóm nói thêm, giữa gia đình bà T và nghi phạm hay lời qua tiếng lại, nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước nhà hàng xóm phóng uế. Nhà bà T thường phàn nàn nên hai bên xảy ra xích mích. Một người phụ nữ bán trái cây đối diện hiện trường chia sẻ, hôm trước bà T qua mua trái cây, bà than thở mới chuyển về đây sống nhưng lại có mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên không được vui vẻ. Nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi con chó cảnh nhưng hay sang trước nhà bà T phóng uế. Theo cơ quan điều tra, sau khi xảy ra vụ án mạng, công an bắt nhanh nghi phạm đưa về trụ sở lấy lời khai. Qua làm việc với nhà chức trách, nghi phạm đã khai sau khi nhậu say nhớ lại chuyện hàng xóm phàn nàn chuyện chó phòng uế nên gây ra vụ án mạng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai tạm giữ đối tượng 35 tuổi, trú tại xã Chơ Cờ Long, huyện Cờ Đông Cờ Rõ, tỉnh Gia Lai để điều tra về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Được biết kẻ này đã khống chế rồi trò xấu xa rồi ra tay sát hại khi nữ nạn nhân kêu cứu. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 3, sau khi đã uống rượu, đối tượng Đinh Io, 35 tuổi, chú xã Chơ Glong, huyện Grong tỉnh Gia Lai, đã đi đến khu vực dãy mì thuộc thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai. Trên đường đi, Đinh Yô thấy chị Đa 46 tuổi, đang đứng tại tròi dãy nên nảy sinh ý định dở trò xấu xa sau đó đinh yêu nhặt vật cứng bằng gỗ đánh vào đầu đe dọa và làm nhục chị đa sau đó vì quá sợ hãi nạn nhân đã bỏ chạy ra khỏi tròi dãy la lớn tìm người ứng cứu thấy vậy đinh yêu đuổi theo sát hại nạn nhân sau khi gây án đinh yêu đã bỏ trốn khỏi hiện trường di chuyển qua nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh gia lai để lẩn trốn Tới trưa ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã tiếp cận ba giữ Đingio khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Cheo Reo, thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Ngày mùng 5 tháng 4, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính ô tô giữa ban ngày ở trung tâm thành phố để trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu trưa ngày 4 tháng 4, một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Peugeot đến một ngân hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột để rút tiền. Sau đó người này để tiền trong xe rồi lái đến một cửa tiệm trên đường Lê Thành Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và đỗ xe bên đường để vào cắt tóc. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng mặc áo xanh theo dõi, biết chủ xe đã vào cửa tiệm nên dùng vật cứng đập vỡ kính xe phía sau, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi phát hiện sự việc, chủ xe trình báo cơ quan công an, được biết tài sản bị lấy đi trị giá hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Vừa qua, Bệnh viện Đa Khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi nữ tên là LTS, sinh năm 2016, chú tẻ xá Hô Chai, trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc lá ngón giờ thứ tư, tiên lượng nặng đe dọa tử vong. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi L.S, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày mẹ bé S đã dã lá ngón trộn với Coca-Cola rồi ba mẹ con cùng uống, em trai và mẹ bé S đã tử vong ngay tại chỗ, còn bệnh nhi L.S sau khi uống có dấu hiệu mệt mỏi hoa mắt chóng mặt, đau bụng nôn nhiều, tím tái, khó thở. Khi gia đình đưa đến cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu. Ngay lập tức các y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện Đa khoa huyện Mường La thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp cơ bản, ép tim ngoài lồng ngực, khai thông đường thở. Hiện bệnh nhi Lờ Thở S đã tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp đảm bảo, mạch huyết áp ổn định, vận động tay chân bình thường, ngừng thở máy và rút ống nội khí quản. Ban chấp hành công đoàn Đoàn Thanh niên cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Mường La đã đến khoa hồi sức cấp cứu thăm hỏi động viên và trao quà cho bệnh nhi S, đồng thời hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhi trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Liên quan đến vụ cháy rừng trên địa bàn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, mới đây theo nguồn tin từ cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, đến chiều tối ngày mùng 4 tháng 4, vụ cháy rừng cơ bản đã được khống chế. Theo Tri Cục Trưởng Tri Cục Kiểm Lâm, tỉnh Điện Biên cho biết với sự vào cuộc kịp thời, nỗ lực dập lửa cứu rừng của hơn 850 người thuộc các lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân xã, thanh niên, nhân dân trên địa bàn và cả lực lượng kiểm lâm Điện Biên, đến 17 giờ ngày 4 tháng 4, vụ cháy rừng đã cơ bản được khống chế. Theo thống kê nhanh, diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 42 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và một ít diện tích rừng trồng lâu năm trong đó diện tích bị cháy thiệt hại cây rừng khoảng 0,97 ha, còn lại là cháy dưới tán không ảnh hưởng đến tầng cây chính của rừng. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng kiểm lâm địa bàn tiếp nhận tin cháy rừng tại tiểu khu 562A, khoảnh 6 thôn Tiên Phong và tiểu khu 562A, khoảnh 4A, thôn Phai Tung, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Do điều kiện địa hình dốc, vách đá hiểm trở, thời tiết nắng nóng gió to nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trưa ngày 4 tháng 4, rất nhiều tảng đá nóng nổ hất tàn lửa xuống khu vực tiếp tục gây cháy khu vực giáp danh xã Ná Nhè, vì thế lực lượng chữa cháy phải chia nhỏ thành nhiều nhóm di chuyển để chữa cháy. Tuy đám cháy đã được khống chế, nhưng địa bàn vẫn trong tình trạng nắng nóng, gió to, tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Tùa Chùa bố trí lực lượng canh phòng điểm cháy bùng phát, đồng thời yêu cầu các thôn, bản tuyên truyền trên loa truyền thanh, yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống cháy rừng, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người ở chung cư Y e Homes Phú Hữu thuộc thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh không có nước sạch để dùng. Mới đây sau nhiều giờ vật phá vì mất nước, người ở chung cư này đã thở vào nhẹ nhõm vì có nước trở lại. Tối ngày 4 tháng 4, một nam cư dân e Homes Phú Hữu cho hay hiện công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã bơm nước lên nhà từng hộ dân sử dụng, còn trước đó tuy nước được bơm về bể chứa của chung cư nhưng chưa thể bơm lên từng căn hộ. Liên quan vụ việc trên, đại diện của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sawako gửi lời xin lỗi đến người dân. Đại diện Sawako nói đã xử lý xong sự cố trong chiều ngày 4 tháng 4. Sawako cũng nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự cố do đơn vị thi công di rời tuyến ống cấp nước DN400 trên đường Nguyễn Thị Định phục vụ dự án xây dựng nút giao thông An Phú ở thành phố Thủ Đức. Ba quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là chủ đầu tư. Cụ thể, thời gian ngưng nước theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông là 6 giờ, từ 22 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2024 đến 4 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã tự thực hiện thi công các ống DN400 trước thời điểm côn lập tuyến ống lúc 22 giờ ngày 2 tháng 4. Việc cô lập tuyến ống DN400 tiếp theo là bắt buộc phải thực hiện do ống đã cắt gây xì nước và để đảm bảo tiến độ thi công nút ra an phú. Theo đại diện Sawako, sự việc trên gây ảnh hưởng thiếu nước cục bộ một số phường gồm có Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi và một phần phường Cát Lái của thành phố Thủ Đức. Trong thời gian tạm ngưng nước, tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã tăng cường 10 xe bồn cung cấp nước trực tiếp cho người dân tại khu vực thiếu nước cục bộ. Từ sự cố này, Sawako đề nghị ba quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần chấn chỉnh đơn vị thi công, tránh ngưng nước kéo dài, làm ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp nước cho người dân khi thực hiện công tác di rời ống cấp nước tương tự. Trước đó, đêm ngày 3 tháng 4, hàng nghìn người dân sống ở chung cư E-Homes Phú Hữu xếp hàng rồng rắn, mang theo xô chậu chen trúc đến hướng nước ở xe bồn. Một số người dân phản ánh rằng bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều hộ gia đình đã phải ra các cửa hàng tiện lợi tạp hóa để mua nước đóng chai về nấu ăn. Thậm chí có người dân phải chạy xe cả cây số ra các cửa hàng trong khu vực để tìm mua nước về dùng. Quý vị vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình xin mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.